Okay, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay thì chúng ta thực sự là rất là may mắn được học và được trao đổi với nhau trong một cái hội trường, ở đây là hội trường rất là danh tiếng của Bệnh viện Bạch Mai cũng như là Trường Đại học Y Hà Nội. Các bạn biết đây hội trường gì không ạ? Hội trường gì ạ? Hội trường Đặng Văn Trung. Thế cụ Trung là ai đấy? Cứ thế hỏi sao lại thấy cười. Thế cụ ngày xưa là các bạn đã biết đây là có giảng đường C, các bạn đã biết chưa? Có giảng đường C, tức là một cái giảng đường mà nó chắc là cái vị trí nó cũng tương tự như bây giờ, như cái hội trường này. Nhưng mà cái chiều nó có thể khác, cái chiều nó hơi, tôi nhớ là nó lại chiều vát vát như này, lại thể hướng này cơ. Như vậy là cái giảng đường này của chúng ta là so với giảng đường C của chúng ta là có thể là cái vị trí tương tự, cái diện tích tương tự. Nhưng mà cái độ vát thì có vẻ như là nó cũng không vát bằng. Bởi vì khi tôi nhớ khi mà tôi còn học sinh viên thì cái giảng đường C nó vẫn còn. Và mình đi lên mình thấy nó rất là cao. Và đứng ở dưới thì mình thấy nó cao chót vót. Thì có lẽ là đấy là một cũng là một cái rất là vinh dự cho cái thế hệ của chúng tôi mà được học ở cái giảng đường C đấy. Thì hôm nay là lần đầu tiên tôi vào cái giảng đường và được đứng ở trên cái bục giảng. Ở đây thì thực sự là tôi cũng cảm thấy hơi run. Các bạn có thấy run không? À, không thấy run đúng không ạ? Nhưng mà tôi thấy các ghế của các bạn nó cứ kêu lắc rắc. Thì chắc là nó phải có cái động thái gì, không phải là run mà là lắc rắc. Thì các bạn sẽ thấy lắc rắc, mà còn tôi thì thấy run, mà không vấn đề gì cả. Về cái chương trình của ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ thấy ở trên đây, như giáo sư Châu đã nói ở trên ấy. Thì anh em của chúng tôi là những cái nhóm mà anh em về hồi sức cấp cứu thì chúng tôi cũng có một số cái kinh nghiệm, chứ không phải là tất cả các kinh nghiệm liên quan đến khí máu và xét nghiệm khí máu. Và cái câu chuyện về khí máu thì chúng ta có lẽ chúng ta không làm nghề y thì không phải nghĩ về nhiều vấn đề, đúng không ạ? Nhưng làm nghề y thì chắc chắn chúng ta phải động ít nhiều đến câu chuyện khí máu. Vì cái vấn đề đó thì thường là chúng ta coi nó chỉ là một cái xét nghiệm thông thường thôi. Nhiều người coi là xét nghiệm thông thường. Và thậm chí làm xét nghiệm xong chúng ta cũng có thể, các bạn cũng không nhiều dành nhiều thời gian để đọc, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn cũng rất là giỏi, bởi vì không đọc mà điều trị được thì là quá giỏi. Mà thậm chí ở nếu mà các bạn về các cái tỉnh ấy, thì thậm chí sếp của các bạn bảo là 30 năm trước anh vào nghề giống như các em bây giờ ấy. Mà từ khi 30 năm trước bây giờ anh vào nghề đến khi mà anh già như thế này rồi, anh chưa đọc khí máu bao giờ mà anh điều trị bệnh nhân vẫn cứ khỏi. Đó, thì đấy là cái quan điểm tạo thành cái rào cản cho rất nhiều cái bệnh viện mà chúng ta không xây dựng cái hệ thống xét nghiệm khí máu. Và đối với hệ thống xét nghiệm khí máu thì là hệ thống xét nghiệm là được coi như là hệ thống xét nghiệm nhanh tại giường, tức là đặt ngay gần bệnh nhân. Do đó thì các bạn sẽ là cái người mà tham gia vào cái chương trình cũng như tham gia vào cái xét nghiệm này một cách tích cực nhất. Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ, rất nhiều bạn ở trong đây sẽ phải làm trực tiếp làm xét nghiệm khí máu. Và làm xong rồi thì chúng ta không biết là gì, chúng ta có rất nhiều cái vấn đề, sẽ rất nhiều cái câu hỏi được đặt ra. Bởi vì có thể là chúng ta chưa làm, là chúng ta chưa có câu hỏi. Chúng ta chưa học, chúng ta chưa thất sợ, chưa thấy có câu hỏi. Nhưng mà làm rồi thì chúng ta sẽ thấy có đi đâu đó xảy ra là rất nhiều cái câu hỏi. Và có những cái tình huống các bạn ở các tỉnh gọi điện cho tôi hỏi về những cái câu hỏi mà mình không gọi là các câu hỏi các bạn ấy hỏi một cách ngây thơ đâu. Nó là thực tế. Thực tế là gì? Chúng ta làm các xét nghiệm xong chúng ta đọc, nó chả thấy theo cái gì cả. Thì đấy là một cái vấn đề các bạn sẽ phải đối mặt ở trong những chương trình là chúng ta sẽ trao đổi. Thêm vào đó thì cái vấn đề về bảo hiểm y tế cũng thế. Chúng ta đang chiến đấu với rất nhiều mặt trận. Bác sĩ của chúng ta là những người chiến sĩ áo trắng, đúng là chiến sĩ áo trắng mà chúng ta chiến đấu với tất cả các mặt. Và bệnh tật chỉ là chuyện nhỏ. Đối với các bác sĩ, tôi nghĩ ở trên đây nhìn các bạn với những gương mặt rất là kinh nghiệm, dày dạn kinh nghiệm, và có một bộ các gương mặt thì rất là trẻ, nhưng mà sẵn sàng này để học kinh nghiệm là ok rồi. Có nghĩa là về vấn đề bệnh tật là các bạn giỏi rồi. Thì bây giờ các bạn dành công sức để chiến đấu với bảo hiểm, là chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng để chiến đấu với bảo hiểm, xem có thắng được bảo hiểm không, đúng không ạ? Thì một trong những việc mà chiến đấu với bảo hiểm đó là các cái xét nghiệm nhanh tại chỗ có được trả chi phí hay không. Đấy, thì đấy là một cái vấn đề. Và nếu như có trả chi phí cho các bạn thì họ sẽ đòi đủ thứ. Họ đòi là gì? Bạn phải đủ chứng chỉ, đúng không? Rồi phải đủ chữ ký, đúng không? Rất nhiều thứ. Thì
Thì hôm nay chúng tôi cũng sẽ mời đến đây các bạn là các cái chuyên gia. Ở trong cái danh sách ở đây các bạn sẽ thấy rất nhiều chuyên gia liên quan đến cái câu chuyện không phải là chỉ có đọc nó, mà có các câu chuyện về đảm bảo cái chất lượng, rồi đảm bảo thế này thứ kia. Và tôi kỳ vọng rằng là cái chứng chỉ mà các bạn sẽ được thầy Châu ký cho các bạn ấy sẽ giúp cho các bạn chiến đấu với bảo hiểm. Và các bạn có thể tự hào rằng là đấy, tôi đã có chứng chỉ đấy này. Tại sao các anh lại không thanh toán tiền bảo hiểm cho tôi nhỉ? Thì chúng ta sẽ dần dần cũng sẽ phải có cái tự hào đó. Thì như vậy là trong cái nội dung của chương trình ở đây ấy, thì sẽ có hai cái mục tiêu rất là quan trọng. Mục tiêu thứ nhất là chúng ta phải giỏi đã. Chúng ta phải là những người mà đọc tốt đã, sử dụng những cái thông tin của khí máu để chúng ta áp dụng cho lâm sàng tốt đã. Cái thứ hai là chúng ta cũng biết là làm cái gì nó phải chuẩn. Thì có các cái giảng viên sẽ ở đây, có anh Bùi Tuấn Anh là cái người mà chuyên về xét nghiệm. Anh sẽ chia sẻ với chúng ta những cái kiến thức mà liên quan đến chất lượng. Và thực tế là cái vai trò của hãng cũng rất là quan trọng. Thì các bạn ở trong hãng cũng có cái bài nói chuyện một chút, hoặc là trong cái phần tea break ấy, cũng tranh thủ là gì, các bạn cũng có thể vận hành cái máy khí máu ở đây, để có thể chúng ta sẽ chọn một số cái mẫu để các bạn xem là cái quá trình chúng ta làm xét nghiệm như thế nó có nhanh như nào, đúng không? Và có những cái khâu gì chúng ta phải lưu ý. Ok, thế đấy là toàn bộ chương trình. Thì các bạn sẽ có 4 bài trình bày ngày hôm nay. Đó là tôi sẽ trình bày bài đầu tiên, sau đến tiến sĩ Anh Tuấn ở khoa cấp cứu và bộ môn hồi sức cấp cứu sẽ trình bày bài thứ hai. Sau đó chúng ta sẽ có một chút tea break. Trong thời gian tea break thì có thể tranh thủ các bạn bên hãng sẽ cho các giới thiệu về các cái cách thức vận hành, đúng không? Và sau đó thì chúng ta sẽ có ca lâm sàng, bởi vì chúng ta học rồi mà không đọc thì chắc là cũng chả để lại cái gì sau một cái workshop đâu. Và cuối cùng là các cái tiêu chuẩn là do anh Tuấn Anh sẽ trình bày. Như vậy thì tôi sẽ bắt đầu cái bài đầu tiên của tôi. Bài đầu tiên của tôi là trình bày về chủ đề là chúng ta tiếp cận cái rối loạn toàn kiểm theo một cách tiếp cận mới. Đấy, toàn kiểm là theo cách tiếp cận mới. Thế thì chúng ta thường nói về cái mới thì bao giờ chúng ta nói về nhiều thứ mới lắm, đúng không ạ? Nhiều thứ mới. Và toàn kiểm thì không phải là cái mới. Chắc chắn là toàn kiểm sẽ không phải là cái mới. Bởi vì là các cái xét nghiệm về toàn kiểm ấy, nó có từ những cái thế kỷ trước. Và những cái xét nghiệm về khí máu nó có từ còn thế kỷ, tức là toàn kiểm thì có từ thế kỷ trước nữa. Còn cái xét nghiệm khí máu thì có từ thế kỷ trước. Như vậy ở đây tôi thấy các bạn là sống là ít nhất là có những bạn là sống 2 thế kỷ là chuyện bình thường, đúng không ạ? Một nửa số các bạn ở đây tôi nhìn thấy là sống 2 thế kỷ rồi. Và các bạn sẽ nhớ là cái thế kỷ trước ấy, chúng ta như nào. Thì cái bài này sẽ nói về cái câu chuyện đấy. Và hiện nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái cách được gọi là tiếp cận. Thì các bạn biết rằng là chúng ta lấy một cái xét nghiệm khí máu, sau đó chúng ta đo được pH, đo được PCO2, đo được HC3 trừ vân vân và vân vân. Sau chúng ta bảo tôi biết đọc rồi, tôi biết nhìn thấy pH. Các bạn đều biết là pH bình thường là bao nhiêu đúng không? Đấy, các bạn thấy rất giỏi rồi, 7.35 đến 7.45. Như vậy là các bạn đã hoàn thành khóa đào tạo rồi. Mục tiêu của khóa đào tạo là chỉ cần biết là pH như bình thường là bao nhiêu thôi là được. Thì là các bạn ở đây đã hoàn thành tốt cái khóa đào tạo của chúng ta. Như vậy là chúng ta sẽ không cần phải nói về bài nữa, mà chúng tôi sẽ nói với các bạn những cái kể các bạn một câu chuyện khác. Ví dụ như là cái câu chuyện là đúng cái vị trí giống như này ấy. Đúng không ạ? Đúng cái vị trí đúng như này thì vị trí của tôi phát biểu chính là vị trí của Tổng thống Mỹ là Donald Trump. Vị trí của bạn Như ở trước kia chính là vị trí của Putin. Putin là ai biết không? Đấy. Thì ví dụ như thế, chúng ta sẽ chuyển thành cái nói về chính trị đi, đúng không ạ? Thì nó sẽ hay hơn, bởi vì các bạn giỏi về y quá rồi, không cần phải nói về vấn đề y nữa. Nào bây giờ chúng ta quay về cái cách tiếp cận. Thì quay lại tiếp cận. Thì đối với vấn đề về tiếp cận từ trước đến giờ, trong tất cả các cái phương diện về đào tạo, thì bao giờ người ta cũng chọn cách đơn giản nhất để chúng ta tiếp cận và chúng ta giải thích được các cái kết quả. Cái cách thức đó nó chỉ áp dụng trong trường Y Hà Nội, mà có thể một số trường y khác. Tôi không biết các trường y khác ở đây có bạn nào học ở Y Thái Nguyên hoặc là Y Thái Nguyên rồi Y Kinh Công không? Chưa có đúng không? Sau một ngày, một hồi có khi là sẽ có bạn sẽ từ trường Kinh Công. Thì
Thì nếu như mà các bạn học ở trường đấy thì tôi cũng không biết họ giảng về khí máu ra sao. Bởi vì chúng ta không có cái gì được gọi là chuẩn về giảng khí máu cả. Do đó các cái trường thì các bạn sẽ thấy là người ta tiếp cận rất là đơn giản để cho sinh viên của chúng ta có thể hiểu được và có thể ứng dụng được cái khí máu, rồi các cái thông số trên khí máu để chúng ta diễn giải. Nhưng mà trên thế giới người ta không làm như vậy. Trên thế giới người ta không làm như thế. Bởi vì nó sẽ liên quan đến rất nhiều cái câu chuyện thực tế. Tức là chúng ta sẽ nhìn vào cái bệnh nhân của chúng ta xem là họ có những cái vấn đề gì bất thường, thì trong cái bài trình bày tôi cũng sẽ đề cập. Và vấn đề tiếp theo là hiện nay thì chúng ta có những cái biện pháp tiếp cận là gì, bệnh nhân của chúng ta vô cùng phức tạp. Tức là bệnh nhân của chúng ta bây giờ không bị những cái vấn đề đơn giản nữa, bị vấn đề nhiều vấn đề phức tạp. Vấn đề phức tạp là gì? Bởi vì họ đi qua quá nhiều tuyến. Tức là họ đã bị các bác sĩ ở các tuyến trước đánh cho như tử rồi, đâm đìa rồi, đụng dập rồi, tất cả các thứ rồi. Chiến đấu với các bác sĩ là thua rồi. Thua rồi thì lên bệnh viện trung ương thì họ đã đầy đủ các cái vấn đề liên quan đến bệnh lý và liên quan đến các cái điều trị. Do đó khí máu nó cũng rất là phức tạp. Và năm 1970 gì đó của thế kỷ trước ấy, thì có một vị giáo sư của Boston, của Harvard, tên là Stewart, giáo sư về gây mê hồi sức. Ông ấy không tin rằng là cái việc mà đọc cái khí máu thông thường mà của cái thế kỷ trước nữa. Xin giới thiệu tiến sĩ Tuấn là cái người mà sẽ trình bày cái bài tiếp theo, thì mời anh Tuấn vào trong trên đây. Thì ông không tin rằng là cái việc mà tiếp cận trước nữa của cái thế kỷ trước nữa nó là quan trọng. Do đó thì ông ấy bảo là bây giờ tôi sẽ đưa ra một cách tiếp cận mới. Đó là tiếp cận của Stewart. Nhưng cái phương pháp tiếp cận của ông rất là hay, bởi vì ông nhìn nhận cái toan kiềm nó trên một cái phương diện toàn diện hơn rất là nhiều so với cái toan kiềm mà chúng ta sẽ học ở trong bài này. Tuy nhiên thì cụ ấy hy sinh rồi. Những năm 80-83 gì đó cụ hy sinh mất. Thế là cuối cùng là chúng ta bây giờ là không có cái phương pháp tiếp cận của cụ, mặc dù trong sách giáo khoa vẫn có và hẳn một quyển sách về chuyện đó. Thế cái phương pháp đó thì ở một số bệnh viện lớn hoặc là trung tâm hồi sức lớn trên thế giới người ta vẫn tiếp cận theo phương pháp của Stewart. Nhưng ở chúng ta để phục vụ cho cái việc giảng dạy thì chúng ta vẫn chưa đạt cái trình độ đấy. Chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới chúng tôi đang đẩy cái việc đó có thể sử dụng cái cách tiếp cận của Stewart cho cái bệnh nhân hồi sức của chúng tôi. Nhưng mà cũng không đơn giản đâu các bạn ạ. Nó rất phức tạp. Vậy thì vì lý do như vậy thì để trình bày với các bạn một cái vấn đề liên quan đến vấn đề mới ấy, thì tôi lại xây dựng trên nền tảng khác, không phải là cách tiếp cận Stewart mà trên nền tảng của các cái tiếp cận thông thường của chúng ta thôi, nhưng mà chúng ta nhìn nó một cách phức tạp hơn một tí. Thì đây là cái nội dung trình bày của tôi, gồm có 3 cái nội dung. Tôi sẽ trao đổi về cái rối loạn toan kiềm thường gặp, nói về tổng quan về chút về khí máu, một cái dẫn giảng tí về liên quan đến cái chuyện máy khí máu kia và một số ca lâm sàng. Thì đây là một cái nghiên cứu mà cho đăng trên cái tạp chí về chuyên về cấp cứu và cũng khá lâu rồi, năm 2014. Người ta quan sát xem là các cái bệnh nhân vào cấp cứu thì các nếu mà làm khí máu thì bao nhiêu trường hợp là bình thường, bao nhiêu trường hợp là có rối loạn toan kiềm, và trong cái rối loạn toan kiềm đấy là rối loạn toan kiềm đơn giản hay là hỗn hợp hay là phức tạp. Hỗn hợp hay còn gọi là phức tạp. Thì chúng ta sẽ thấy là trong cái mẫu máu tổng số thì người ta thấy rằng là gì, trong 1.000 cái mẫu máu mà lấy từ khoa cấp cứu thì có 300 mẫu, tức là 1/3 là bình thường, đúng không ạ? Như vậy thì có rất nhiều lý do để làm khí máu, chứ không phải là chỉ bất thường mới làm khí máu. Bình thường cũng phải làm khí máu thì liên quan bệnh lý. Và trong 700 mẫu khí máu thì cái toan kiềm đơn giản là bên tay phải của các bạn, và toan kiềm phức tạp hay là hỗn hợp bên tay trái của các bạn. Thì toan kiềm đơn giản ấy thì rất là ít, đúng không ạ? Chỉ có hơn 170 trường hợp. Còn lại là toan kiềm hỗn hợp. Như vậy là chúng ta đang đối mặt với một cái thời đại là gì? Thời đại là sẽ có nhiều cái phức tạp, nhiều cái hỗn hợp. Thì các cái hỗn hợp và đơn giản chúng ta thể hiện ở đây. Ví dụ như là đơn giản thì các bạn sẽ biết ở trong trường y rồi, toan chuyển hóa, toan hô hấp, toan chuyển hóa, kiềm hô hấp, kiềm chuyển hóa, tức là 4 thứ đơn giản. Nếu mà bị một trong 4 thứ đó thì gọi đơn giản. Nếu mà chúng ta bị toan hô hấp rồi kèm theo toan chuyển hóa, hoặc toan hô hấp cộng kiềm toan hô hấp cộng với kiềm chuyển hóa vân vân, hoặc là toan chuyển hóa kèm theo với toan hô hấp chẳng hạn, thì chúng ta gọi là nhiễm toan kiềm hỗn hợp. Thì cái đó thường gặp một loạt ở bên tay trái của các bạn.
Như vậy thì chúng ta biết rõ là cái câu chuyện về toàn quyền là chúng ta sẽ đối mặt với sự phức tạp. Và nếu mà chúng ta để ý xem rằng là theo tuổi thì đương nhiên ở đây cũng sẽ thấy được cái theo tuổi, tức là càng về tuổi cao thì cái sự phức tạp nó càng nhiều, đương nhiên rồi. Các bạn sẽ nhìn quanh, các bạn cứ nhìn cái ai mà là phức tạp có nghĩa là tuổi cao, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta xét về cái tiên lượng của bệnh nhân ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta thấy nếu mà bệnh nhân bị nhiễm toan kiền đơn thì cái câu chuyện về vấn đề về tiên lượng và xuất viện cũng sẽ đơn giản hơn, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái bút chỉ ở đây, đây là tỷ lệ tử vong. Thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ tử vong đa phần là gặp gì, tỷ lệ tử vong rất là cao ở cái nhóm mà bị nhiễm toan kiềm hỗn hợp, và đặc biệt là nhiễm toan chuyển hóa kèm theo với toan hô hấp là dễ nhiều nhất, đúng không ạ? Và tương tự như vậy thì cái biểu đồ cột cũng cho chúng ta một cái hình ảnh tương tự. Như vậy thì rõ ràng là cái câu chuyện về nhiễm toan kiềm là sẽ là phải hỗn hợp, và tiên lượng của những bệnh nhân đó cũng sẽ rất là xấu. Nếu mà chúng ta so sánh trong một cái bài báo khác là những cái bệnh nhân mà nhiễm toan so với những bệnh nhân mà nhiễm kiềm á, thì cái nhiễm toan tồi hơn hay là nhiễm kiềm tồi hơn, thì cái ở trên hình này cũng cho chúng ta được cái thông tin đó, đúng không ạ? Đây là diễn biến theo thời gian. Tôi xin các bạn cho. Đây là theo thời gian thì chúng ta sẽ thấy là cái nào tồi hơn ạ? Thế nào tồi hơn các bạn? Toan tồi hơn là kiềm tồi hơn ạ? Toan tồi hơn hay là kiềm tồi hơn? Nhiễm kiềm sẽ tồi hơn, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta để cho bệnh nhân bị nhiễm kiềm thì chúng ta sẽ rất thấy là tiên lượng sẽ tồi đi. Nếu mà so với bình thường như đây, bao giờ người ta so bình thường, ví dụ nhiễm toan là bên tay phải của các bạn, nhiễm kiềm bên tay trái. Như vậy thì nếu mà so với người bình thường thì nhiễm toan không đến mức độ tồi tệ, trong khi nhiễm kiềm thì tồi tệ hơn rất nhiều. Điều đó có thể lý giải cho chúng ta biết rằng là có rất nhiều trường hợp của chúng ta ấy, chúng ta quá là lo ngại về bệnh nhân nhiễm toan, dẫn đến cái kết quả là gì? Chúng ta điều trị một cách là kinh nghiệm những bệnh nhân nhiễm toan, thậm chí là người ta có những cái trường hợp của các bác sĩ thế hệ trước chẳng hạn, các anh chỉ cần thấy là bệnh nhân thở nhanh là người ta sẽ cho truyền bicarbonate và anh để điều trị cái nhiễm toan của bệnh nhân. Cái điều đó là không thể chấp nhận được trong thế kỷ 21 của chúng ta, đúng không ạ? Thì không đến mức độ quá sợ như vậy. Trong khi nhiễm kiềm thì sao? Chúng ta gặp rất nhiều vấn đề liên quan với nó, và đặc biệt liên quan đến cả cái tiên lượng của bệnh nhân. Cái phần thứ hai là tôi sẽ trình bày về các cái chỉ định về khí máu. Thì khi nào chúng ta lại cần phải làm khí máu thì như thầy Châu đã nói ở phần trên ấy, tức là hầu hết các bác sĩ ấy của chúng ta đây là bác sĩ hô hấp, thì đâm ra là khi mà có vấn đề gì đó về vấn đề hô hấp ấy thì chắc chắn cái việc đó là chúng ta cần phải làm. Vì vấn đề về hô hấp thì các bạn đã biết rồi, tức là khi mà chúng ta cần về xác định về oxy thì chỉ cần đo oxy mao mạch là chúng ta có thể thấy được, đúng không ạ? Nhưng mà kể cả đo oxy mao mạch mà khi mà bệnh nhân suy hấp mức độ quá chẳng hạn, ví dụ mức độ nặng, thì oxy nó có thể tụt xuống, ví dụ như là SpO2 chỉ tụt xuống còn dưới 80 thôi, thì khi đó chúng ta không thể sử dụng cái SpO2 đó để chúng ta đánh giá bệnh nhân được nữa. Bởi vì cái câu chuyện đánh giá đó nó sẽ không còn có sự tương quan. Mục tiêu của sử dụng các cái biện pháp không xâm lấn là gì? Chúng ta thay thế cho những biện pháp xâm lấn. Có nghĩa là thay vì chúng ta làm khí máu thì chúng ta sẽ đo oxy, hoặc nếu có thể chúng ta sẽ đo CO2 để chúng ta thay thế cho việc đó. Nhưng nếu mà cái con số đó nó thấp quá thì cái sự tương quan giữa khí máu và con số đó sẽ rất xa nhau, và điều đó không còn giá trị cho chúng ta để đo sử dụng các biện pháp không xâm lấn để chúng ta đo nữa. Do đó thì chúng ta phải lưu ý điều đó. Vậy thì khi oxy quá mức, bệnh nhân đang suy hấp mà mức độ tồi tệ quá chẳng hạn, thì vẫn phải dùng khí máu để chúng ta đánh giá được mức độ thiếu oxy. Đối với bệnh nhân về thiếu tăng CO2 thì đương nhiên là chúng ta phải đo khí máu để đánh giá về PaCO2 rồi, đúng không ạ? Chắc chắn là phải có khí máu mới làm được việc đó.
Ngoài ra thì hiện nay nếu mà chúng ta đặt được ống nội khí quản cho bệnh nhân thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thở máy. Và khi thở máy như vậy thì cái luồng khí mà đi từ bệnh nhân ra là nó ra hoàn toàn cái luồng khí đó. Thì lúc đó chúng ta có thể lấy cái CO2, lấy cái luồng khí đó để chúng ta đo CO2 được. Thì cái đo đó được gọi là ETCO2. Vậy thì nếu mà bệnh nhân hồi sức thì chúng tôi có thể đo ETCO2 là đánh giá luôn được cái CO2 của bệnh nhân. Nhưng mà có thể có một cái sự chênh lệch nhất định so với cái xét nghiệm CO2 ở trên máu động mạch. Ví dụ như là cái ETCO2 nó có vào khoảng là chênh khoảng 5 mm thủy ngân so với cái xét nghiệm ở trên khí máu. Nhưng mà với điều kiện là bệnh nhân phải có sự cái phổi của bệnh nhân phải không có vấn đề gì. Chứ nếu phổi bệnh nhân mà lại có cái hiện tượng là gì? Thông khí quản chết ở đấy tăng lên, phần trăm oxy của bệnh nhân giảm đi là do sân tăng lên chẳng hạn, thì lúc đó là sẽ dẫn đến cái hậu quả là không có sự thông quản nữa. Thì đấy là cái chúng ta lưu ý. Đối với bệnh nhân suy tuần hoàn thì chắc chắn là phải dùng khí máu để chẩn đoán thiếu oxy. Chứ không bao giờ bệnh nhân sốc mà các bạn lại bảo oxy bình thường là không có giá trị gì hết. Đúng không ạ? Người ta cần cái oxy ở tổ chức chứ không phải cần cái oxy mà chúng ta nhìn thấy ở trên các cái biện pháp và thăm dò. Các cái chỉ định khác của các khoa nội thì chúng ta biết rồi, ví dụ như là suy thận, bệnh lý ống thận, bệnh nội tiết, hôn mê, tiêu chảy, rối loạn điện giải. Tôi dừng lại rối loạn điện giải một tí. Nếu mà bệnh nhân mà của chúng ta mà có tăng hoặc giảm kali xin lỗi các bạn, tăng hoặc giảm kali thì cái tăng và giảm kali đầu tiên chúng ta cần phải loại trừ đó là tăng và giảm kali giả. Rất nhiều trường hợp của chúng ta là sử dụng cái gì, thấy bệnh nhân tăng kali là chúng ta cho truyền kali, điều trị giảm kali. Nếu bệnh nhân thấy hạ kali là chúng ta cho truyền kali. Bệnh nhân thấy đường huyết tăng là chúng ta dùng insulin. Bệnh nhân không đái được là chúng ta dùng lasix. Thì điều đó là không thể chấp nhận được. Cái quan trọng nhất là trong nghề y chúng ta biết là gì? Phải tìm được nguyên nhân tại sao như vậy, đúng không ạ? Thì cái đấy là cái rất là quan trọng. Và một trong những nguyên nhân mà tăng kali chúng ta cần phải biết đó là tăng kali giả hoặc là giảm kali giả. Chúng ta phải theo dõi điều trị. Ví dụ như cho thở oxy thì phải là có theo dõi về khí máu, đúng không ạ? Cho thở máy thì bắt buộc phải khí máu rồi. Không có một trung tâm bây giờ trên thế giới này lại bảo là chúng tôi thở máy mà không khí máu thì không thể chấp nhận được, đúng không ạ? Chắc là ở đâu đó. Về xét nghiệm khí máu thì các bạn biết rồi, tí nữa các bên hãng các anh chị sẽ hướng dẫn cho các bạn. Về cơ bản ấy thì chúng ta lấy cái mẫu khí máu là chúng ta lấy ở các cái động mạch mà chúng ta có thể nếu như nó chảy máu thì chúng ta có thể cầm máu được. Ví dụ như là động mạch quay là thường được lấy nhiều nhất. Và kỹ thuật để lấy đơn giản. Hiện nay trước đây thì chúng tôi là thường là bác sĩ lấy, nhưng hiện nay thì điều dưỡng có thể lấy được. Nhưng mà điều dưỡng thậm chí lấy còn tốt hơn bác sĩ. Bởi vì điều dưỡng của chúng ta là người ta cẩn thận. Người ta lấy máu quen, còn bác sĩ là gì, thường là lấy xong rồi vứt luôn cả kim rồi chạy vội đi sau để máu nó chảy bê bét ra. Thì cái đấy là cái lưu ý. Các bạn phải dần dần ấy, khi mà các bạn về địa phương mà có cái xét nghiệm khí máu thì các bạn có thể là gì hướng dẫn cho điều dưỡng. Họ làm có thể tốt hơn. Và nếu như không lấy được cái động mạch mà như là động mạch quay ấy, thì chúng ta có thể chọn các vị trí khác. Nhưng thường các vị trí khác là thường là có rất nhiều vấn đề. Ví dụ như không cầm máu được, ví dụ như là vấn đề liên quan nhiễm trùng vân vân. Và xét nghiệm khí máu thì các bạn biết rồi. Đây là cái máy khí máu như chúng ta nhìn thấy ở trên bàn, và đây là cái xét nghiệm khí máu khi nó trôi ra cho chúng ta, nó đọc kết quả cho chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có tình trạng nó sẽ chia thành các cái nhóm kết quả, ví dụ như toan kiềm liên quan oxy, rồi chuẩn độ theo nhiệt độ, chuẩn độ theo nhiệt độ, và thậm chí nó có thêm cả các cái balen về điện giải cũng như là chuyển hóa. Thì chuyển hóa sẽ có lactate, đường, rồi điện giải thì chúng ta biết rồi, có rất nhiều các ion thay đổi. Ví dụ như đặc biệt là kali. Ví dụ như là xét nghiệm kali ở trên đây chúng ta thấy là 3,7 chẳng hạn. Thì bao giờ người ta phải xem là cái khí máu pH là bao nhiêu, bởi vì có hiện tượng là chuyển dịch, hiện tượng mà khi mà kali bị nhiễm toan nhiễm kiềm thì kali nó sẽ đi từ bên ngoài vào trong và từ trong ra ngoài do tùy theo cái tình trạng toan kiềm của bệnh nhân. Và chú ý rằng là tất cả các xét nghiệm khí máu bao giờ việc tên tuổi và các cái thông số liên quan oxy thì chúng ta đều phải nhập vào máy những cái thông số liên quan đến nhiệt độ. Bởi vì khí máu là các cái chất và ảnh hưởng trực tiếp về cái vấn đề mà tan ở trong tổ chức, tan ở trong máu của chúng ta nó phụ thuộc vào nhiệt độ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy các thông số ví dụ như pH ở đây, PCO2, PO2, HC3 trừ, vân vân, CTO2, CO2, BE vân vân. Các cái thông số liên quan đến oxy thì các bạn nhìn thấy loạt các cái thông số liên quan oxy và hemoglobin, rồi tình trạng hiệu chỉnh theo nhiệt độ, vân vân, các bạn sẽ nhìn thấy ở đó. Và kết quả về khí máu thì chúng ta thấy là toan kiềm, điện giải đồ, oxy hóa máu là những cái mà tôi vừa mô tả ở trên. Thì trong nội dung bài trình bày thì tôi sẽ tập trung nhiều nhất vào tình trạng toan kiềm vì cái chủ đề của chúng ta là liên quan đến câu chuyện đó.
Vậy để mà chúng ta đọc được cái toan kiềm thì cái phương trình này là một phương trình kinh điển, đúng không ạ? Chúng ta bây giờ biết rồi, pH máu sẽ tỷ lệ thuận với HC3 trừ và tỷ lệ nghịch với CO2, đúng không ạ? Trên cái phương trình này. Điều đó đơn giản thôi. Bây giờ nếu mà bệnh nhân mà gì? Nếu mà bệnh nhân mà pH giảm thì chúng ta sẽ thử xem là xem gì? Thứ nhất là xem HC3 trừ. HC3 trừ là sao ạ? Nếu mà giảm thì là rất là phù hợp, đúng không ạ? Là tỷ lệ thuận. Là như vậy thì nếu mà H3 trừ giảm mà pH máu giảm thì cái toan đấy người ta gọi là toan gì ạ? Toan đấy gọi là toan gì ạ? Toan chuyển hóa, đúng không? Rất đơn giản. Và trường hợp thứ hai là gì? CO2. Nếu CO2 tăng, pH sẽ đương nhiên là giảm, đúng không? Thì cái toan đấy gọi là toan gì ạ? À, toan hô hấp. Bạn quá giỏi rồi, đúng không? Như vậy là chúng ta đã giải quyết được vấn đề toan kiểm rất đơn giản. Và trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta biết được hiện tượng bù trừ rồi, cũng dựa trên phương trình này mà nói ra thôi. Bù trừ là gì ạ? Bù trừ có nghĩa là nếu CO2 của anh tăng thì pH của anh giảm. Cơ thể phản ứng bằng cách gì? Phải tăng được pH lên thì chỉ có cách là bây giờ tăng HC3 trừ lên thôi. Đơn giản không? Như vậy thì chúng ta biết là đấy là cái cơ sở rất là cơ bản. Tất nhiên là với tỷ lệ rất là khác nhau. Và cái sự bù trừ đấy có thể nhanh không hay là không nhanh tùy theo từng trường hợp. Thì chính vì lý do như vậy thì chúng ta thường nhớ là gì? Chỉ cần nhớ là cái phương trình. Nhưng điều quan trọng nhất của chúng ta ấy, tại sao mà cái giáo sư Stewart mà mãi không được nổi tiếng là bởi vì tất cả các hãng ở trên thế giới này họ đều sử dụng cái phương trình này để họ tính toán. Ví dụ nếu mà trong máy người ta đo được CO2 thì mà đo được pH thì người ta sẽ tính ra được HC3 trừ. Như vậy thì trong cái thông số của khí máu sẽ có những thông số là chúng ta đo được, tức là cái độ chính xác nó còn gần với bệnh nhân. Còn những thông số tính toán được là những cái thông số mà do cái ông kỹ sư ông làm cho chúng ta. Vậy thì chúng ta phải biết cái gì đo và cái gì tính toán ở trong cái khí máu đó. Tuy nhiên thì không phải là mẫu khí máu gì chúng ta cũng đọc, đúng không ạ? Bởi vì cái câu chuyện là gì? Nhiều khi chúng ta lấy mẫu khí máu xong đọc không biết là bệnh nhân bị làm sao. Cái này không hiểu là bệnh nhân bị làm sao thầy ạ. Cái này có lẽ là cái khí máu này là của người ngoài trái đất, đúng không ạ? Vì không thể giải thích được bằng những cái quy luật bình thường của trường y. Thì bởi vì nó có liên quan đến mấy cái quan trọng mà chúng ta cần phải xem xét, đó là có nhất quán với bệnh nhân hay không, có phù hợp với các cái xét nghiệm lâm sàng khác hay không. Đó điều rất quan trọng. Chúng ta làm cái xét nghiệm gì cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà chúng phải xem nó có phù hợp hay không là rất quan trọng. Thì đây có nhiều cái thứ quy tắc mà tôi nói về sự nhất quán và sự phù hợp ở đây. Trong cái khuôn khổ của chương trình và cái nội dung nó rất là ngắn như thế thì tôi không có thời gian để tôi đi chi tiết, nhưng mà tôi chỉ cho các bạn một số cái điểm mà các bạn lưu ý. Ví dụ về cái sự gọi là phù hợp SaO2 và SpO2 là phải có. Ví dụ là khi mà chúng ta làm khí máu chúng ta phải xem SpO2 của bệnh nhân là bao nhiêu. Nếu như bệnh nhân SpO2 là 95% mà chúng ta lại làm SaO2 trên khí máu nó chỉ có 70 thì chúng ta phải xem lại, à nó không phù hợp rồi. Vậy thì cái mẫu khí máu đó nhiều khả năng là chọc vào tĩnh mạch, đúng không ạ? Chọc tĩnh mạch vì nó anh có thể chọc động mạch dễ lại chọc tĩnh mạch vì nó xuyên qua cái động mạch rồi đến tĩnh mạch. Thì đấy là những cái mà chúng ta muốn nói với các bạn là chúng ta phải xem nó có phù hợp hay không. Ngoài ra thì còn cái phương trình được gọi là phương trình Henderson sửa đổi nữa, thì cái phương trình nó hơi phức tạp một tí. Tôi biết là trong khí máu các bạn sẽ, nếu mà quan tâm hơn nhiều hơn nữa thì chúng tôi sẽ trình bày thêm cái này. Nhưng mà ở đây trong phương trình này chúng tôi muốn nói là cái quan trọng nhất của vấn đề ấy, để tạo ra cái pH và tạo ra toan kiểm đó chính là H cộng. Và người ta có thể tính được H cộng theo cái phương trình Henderson sửa đổi này ấy, bằng PCO2 và HCO3 trừ của mẫu khí máu, đúng không ạ? Và người ta so một cái bảng với các giá trị của H cộng, trị tuyệt đối H cộng thì tương ứng với pH là bao nhiêu để xem cái pH của bệnh nhân có phù hợp hay không, đúng không ạ? Thì ví dụ như ở bệnh nhân này là chúng tôi là gì, có cái phương trình như này thì chúng tôi pH của bệnh nhân là 7,30, CO2 là 28, oxy là 86 và HC3 trừ là 18 và cái H cộng là 50, thì chúng ta sẽ tính được cái H cộng đó là bằng 24, chính là con số 24 của bệnh nhân đó. 24 là con số này, CO2 là 28 đúng không ạ? Chia cho 18 thì là 37. Như vậy thì cái H cộng của bệnh nhân ấy 7,30, xin lỗi, 7,30 là tương ứng đây, 7,30 tương ứng với 50 thì H cộng sẽ là 50 ở trên cái bảng này. Thì xem là khi tính ra cái H cộng của cái mẫu khí máu của chúng ta chỉ có 37 so với 50 là chênh lệch rất là nhiều. Có nghĩa là mẫu khí máu này của chúng ta không phù hợp. Mà đã không phù hợp thì chúng ta đọc để cho nó vui thôi, chứ chả liên quan gì bệnh nhân cả. Ok. Như vậy là có, nếu mà chúng ta áp dụng những cái luật như thế vào trong cái mẫu khí máu thì khẳng định với bạn là có thể là 1/3 hoặc là hơn nữa của các bạn là sẽ không đọc được.
Và ngoài ra nữa thì người ta còn kiểm định bằng cái tổng CO2 và H2O3 trừ. Do đó trên cái mẫu khí máu chúng ta sẽ có rất nhiều thông số. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy là gì, nhiều thông số quá chúng tôi chả biết là để người ta làm gì nhỉ. Đấy là để họ ta làm những cái việc mà chúng tôi vừa trình bày với các bạn ở trên. Về khoảng tham chiếu thì các bạn biết rồi, pH là 7,35, 7,45 này tôi nhắc lại cho các bạn thôi. PCI là 35 đến 45, COC trên 90 và H2O3 trừ 22 đến 26. Thì nếu như pH của bệnh nhân chỉ cần lệch ra con số ở giữa này, 7,4, tức là trên 7,4 là chúng ta đã nghĩ đến vấn đề là kiềm rồi. Và dưới 7,4 chúng ta đã nghĩ đến vấn đề là toan rồi. Trong khi đó nếu mà nó dưới hẳn 7,35 và 7,45, ở trên 7,45 thì chúng ta chắc chắn là cái hiện tượng toan kiềm đó nó đã thực sự là có vấn đề. Đúng không ạ? Thì chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Và cái câu chuyện mà tôi vừa nói ở trên là bốn cái thứ của toan kiềm đơn giản các bạn đã nhìn thấy đây. Toan hô hấp, toan chuyển hóa, kiềm hô hấp, kiềm chuyển hóa, cấp mãn. Đối với hấp thì có cấp mãn, còn đối với chuyển hóa thì không có cấp mãn. Tức là đối với chuyển hóa thì bao giờ cũng có cấp mà không có mãn. Còn nếu là hô hấp thì bao giờ cũng có cấp và kèm theo mãn. Kèm theo là có thể có mãn. Ví dụ như là gì? Bạn thấy CBD là điển hình của một cái toan hô hấp mãn tính đúng không ạ? Và thỉnh thoảng bạn nhân đến là một cái đợt cấp của đó chứ không phải là cái toan đó là toan cấp tính. Bởi vì chúng ta sẽ biết là có hiện tượng bù trừ, do đó nó không nó sẽ nếu mà có bù trừ của phổi thì sẽ có thể chuyển thành cái hiện tượng mãn tính được. Còn đối với chuyển hóa thì được phổi nó bù trừ, xin lỗi, nếu bù trừ của thận thì sẽ có thể thành mãn tính được. Còn nếu là bù trừ đó là của phổi, ví dụ trong trường hợp bị chuyển hóa là phổi nó bù trừ rất là nhanh, do đó thì không có hiện tượng mãn tính được mà chỉ có cấp tính mà thôi. Về cái sách về toan kiềm thì chúng ta thấy rất nhiều sách, thế đây là một quyển sách rất là kinh điển về rối loạn thân kiềm, và người ta chia ra các cái mức độ như chúng ta mô tả vào trong đây. Và cái cơ chế bù trừ là gì? Nếu bị nhiễm toan thì nó sẽ dịch chuyển ra khỏi cái vị trí là 7,4 và nó giảm hơn, thấp hơn, giảm dần. Sau đó thì bù trừ sẽ nó kéo dần cái pH về bình thường. Và nếu như bù trừ trong sách của chúng ta đã nói rất rõ, nếu như nó về pH bình thường thì gọi là hoàn toàn, và chưa về pH bình thường thì gọi là chưa hoàn toàn. Thì cũng chẳng biết bao giờ chúng ta sẽ hoàn toàn và không hoàn toàn. Nhiều khi đó chỉ là một cái khái niệm để cho sinh viên chúng ta nó dễ hiểu thôi. Và chúng ta sẽ lập một cái bảng được gọi là tổn thương khí máu, toan kiềm, toan nguyên phát và thứ phát. Màu đỏ là nguyên phát, màu xanh là thứ phát. Ví dụ màu đỏ là gì? pH giảm, PCO2 giảm, là H2O3 trừ giảm, thì cơ thể sẽ bằng thở nhanh lên đúng không ạ? Thì đây là thứ phát, màu xanh này sẽ là thứ phát để tăng cái pH máu của chúng ta lên. Đối với toan hấp thế, đối với toan hấp thì ngược lại, tức là pH giảm, CO2 tăng, ngược lại thì cơ thể phải giữ H2O3 trừ, màu xanh đây. Như vậy thì đây là cái cơ chế bù trừ rất là bình thường của cơ thể, đúng không ạ? Thì các bạn cũng đã biết rồi. Và chúng ta đi vào cái ca lâm sàng đầu tiên. Ca lâm sàng đầu tiên là một cái bệnh nhân 26 tuổi vào vì là một cái tình trạng là gì? Trích quá liều ma túy và vào viện một tình trạng là không thở được. Và khi máu cái tại cái thời điểm đó là pH 7,0, PCI là 100, PO2 là 40 và H2O3 trừ là 30 mg trên lít. Và theo các bạn, bệnh nhân bị nhiễm toan hay nhiễm kiềm, và toan kiềm đó là toan kiềm gì? Toan hay kiềm ạ? Toan, toan gì ạ? À, toan hấp, rất là chuẩn các bạn, toan hấp. À, điển hình CO2 tăng, đúng không ạ? Bị nhiễm toan rồi và nguyên nhân của nó là hấp. Đơn giản quá, các bạn rất là giỏi. Cấp hay mãn tính? À, có vẻ như là cấp, đúng không? Bởi vì là chúng ta đoán lại, tức là chả nhẽ là lại có nghiện ma túy rồi trích quá liều, là quá liều mãn tính à? Thường chúng ta sẽ đoán như vậy, nhưng mà đối với việc tính toán thì người ta phải tính toán cụ thể. Ví dụ, người ta chúng ta gọi là delta chia delta, delta pH chia cho delta CO2. Nếu nó bằng 0,008 thì gọi là cấp tính, và 0,03 là mãn tính, tức là dưới con số này và trên con số này, ở giữa là cấp trên nền mạng. Nếu mà tức là nó mức độ mà CO2 tăng tăng mà là làm giảm pH quá nhiều thì sao? Thì chứng tỏ là cấp tính. CO2 tăng nhưng giảm pH không lớn thì gọi là mãn tính, và giữa thì gọi là cấp trên mãn. Ví dụ như delta pH là gì? Là chính cái pH bình thường là 7,4 trừ đi pH của bệnh nhân, thì pH của bệnh nhân là thấp hơn bình thường mà. Và CO2 delta CO2 là gì? Chính là CO2 của bệnh nhân trừ đi CO2 bình thường là 40. Đúng không? Thì chúng ta có cái quy trình là ví dụ như bệnh nhân này chẳng hạn thì nó bảo khoảng là 0,006. Như vậy rõ ràng cái câu chuyện về cấp tính mãn tính của bệnh nhân này nó hơi kỳ cục một tí, bởi vì nó không phải là nó không phải là thấp hơn, không phải lớn hơn con số này, mà nó cũng không phải là gì con số này. Như vậy nó phải quanh quẩn con số này. Thì khi chúng ta tính toán như vậy thì lúc này có vẻ như là có vấn đề gì nhỉ,
chả phải là mãn mẫu, chả phải cấp nhỉ, đúng không? Mà rõ ràng bệnh cảnh lâm sàng lại là cấp tính. Vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là một cái hiện tượng là gì? Khi máu đôi khi nó cũng đánh lừa chúng ta nhỉ, đúng không? Đánh lừa đấy, các bạn tin nó đánh lừa chúng ta không? Đúng không? Ok, như vậy thì tạm thời chúng ta cứ dừng lại đây đã, vì cô làm cho các bạn ngơ ngác quá chưa hiểu gì. Toàn hô hấp cấp bất bù, đấy là cái chẩn đoán lâm sàng của chúng ta, không sao cả. Tôi sẽ đi tiếp rồi tôi sẽ nói tiếp bạn. Tại sao HCO3 trừ lại tăng? Chúng ta nói một cái câu chuyện là gì? HCO3 trừ tăng ấy là thường liên quan đến câu chuyện của thận. Thận của chúng ta sẽ tái hấp thu lại, giữ lại cái HCO3 trừ để cân bằng cái phương trình mà chúng ta vừa nhìn thấy ở trên. Đúng không ạ? Bệnh nhân này vừa bị sao lại có thận nó hoạt động nhanh thế nhỉ? Không phải là như vậy, đúng không? Bình thường ấy, trong mẫu máu của chúng ta mà không phải là trong cơ thể của chúng ta, thì nếu như bệnh nhân có tình trạng toan quyền quá mức như chúng ta vừa thấy, thì nếu mà CO2 tăng quá cao thì HCO3 trừ cũng được điều chỉnh lên, tức là bản thân cái mẫu máu nó sẽ chỉnh lên. Ví dụ bình thường của nó, bình thường là PCOA là 40 thì HCO3 trừ là 24, 60 là 28, 80 là 28, à xin lỗi, 60 là 26, 80 là 28 và tự nhiên là cao nữa. Vậy thì bản thân cái mẫu máu của chúng ta ấy, khi mà chúng ta lấy ra khỏi môi trường, cái tính chính cái toan kiểm của nó, từ những cái tế bào ở trong đó, hồng cầu ở trong đó, nó sẽ điều chỉnh cái vấn đề liên quan đến HCO3 trừ ở cái mẫu khi máu đó. Thế đó cho chúng ta thông điệp gì ạ? Cái thông điệp rất là quan trọng của chúng ta là gì? Khi lấy bất kỳ một mẫu khi máu gì thì đó là phản ánh của cái mẫu khi máu đó đầu tiên đã. Nếu mà chúng ta muốn nó là phản ánh của chính cái bệnh nhân đó thì chúng ta phải làm rất nhanh. Có nghĩa là chỉ trong tích tắc là chúng ta phải làm xét nghiệm được cái mẫu khi máu rồi. Và nếu không làm được thì gì? Theo cái tiêu chuẩn của thế giới người ta vẫn đưa ra trước đây là người ta phải cho vào nước đá đang tan để làm sao dừng toàn bộ cái chuyển hóa trong cái tế bào của cái mẫu máu đó. Nó tránh ảnh hưởng đến cái kết quả của mẫu khi máu. Vậy thì nếu mà chúng ta xem lại cái quy trình thực hành lâm sàng tại các cái khoa phòng của các bạn ấy, mà thấy là lấy mẫu khi máu ra rồi chờ mãi mới có kết quả đưa lên xét nghiệm, rồi người ta cứ để xếp hàng dài như thế này, thì cái mẫu cuối cùng trong cái hàng đó sẽ thay đổi toàn bộ kết quả. Và khi cái kết quả nó thay đổi thì sao? Chúng ta lại áp dụng trên lâm sàng bệnh nhân đó thì chẳng có cái giá trị gì cả. Chính vì lý do như vậy thì nếu mà các bạn muốn làm chuẩn thì bạn muốn đặt luôn cái máy khí máu tại giường, và bạn mỗi ngày mà bạn đi khám bệnh nhân bạn lại kéo cái máy khí máu đi theo xe đẩy đi, và bạn làm và bạn khám bệnh nhân như là một cái công cụ để chúng ta khám lâm sàng. Tôi đến ca lâm sàng thứ hai là rất là phức tạp hơn, là liên quan đến hồi sức nhiều, để các bạn thấy được cái bệnh cảnh của hồi sức nó phức tạp như nào. Bệnh nhân 38 tuổi, tiền sử nghiện rượu và vào tuyến dưới vì cái tình trạng tiêu chảy phân lỏng rồi có sốc rồi được điều trị, và sau đó thì nặng hơn thì bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai. Vào viện thì một cái tình trạng là nhịp tim rất là nhanh, huyết áp tụt, sốt và thở nhanh. Và xét nghiệm thì thấy có tình trạng suy thận, creatinine 216. Bệnh nhân có một cái đường cũng tăng một tí, đúng không ạ? Và xét nghiệm khí máu thì bệnh nhân được chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn và theo sơ gan, trên nền sơ gan. Và bệnh nhân được làm xét nghiệm khí máu, đây là kết quả khí máu mà các bạn đọc. pH là 7,09, PCOA 36, HCO3 trừ là 10, BE là 17. PO2 là 84, oxy là 90. Nào mà cấm đọc, bệnh nhân bị nhiễm toan hay nhiễm kiếm? Toan nó là toan hô hấp hay toan chuyển hóa? Rất chính xác, toan chuyển hóa. Rất giỏi. Như vậy bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa, đúng không ạ? Đồng ý không? Vì sao là toan chuyển hóa? Thứ nhất, pH giảm, HCO3 trừ giảm, CO2 thì làm sao? Cũng giảm, nhưng mà không giảm quá mức. Ví dụ CO2 ở đây là 36, nhưng là bình thường là khoảng 40, đúng không ạ? Nó cũng giảm rồi. Ok, khi mà bị nhiễm toan chuyển hóa thì chúng ta phải đặt ra những câu hỏi sau. Thứ nhất, khoảng trống anion có hay không? Bù trừ hốt ra sao? Và rối loạn toan kiểm phối hợp là gì? Tức là có thể kèm theo các cái toan kiểm khác hay không? Như vậy ba câu hỏi đặt ra. Thì thứ nhất là khoảng trống anion, ở đây mọi người đều biết là khoảng trống anion là gì đúng không? Chúng ta biết là trong cái cơ thể của chúng ta bao giờ ion dương phải bằng ion âm, tổng ion dương bằng ion âm, và thường là 154 là bằng nhau. Thế thì ion dương đại diện bên ngoài là chúng ta nhìn thấy chủ yếu là natri là 142 là bình thường, bệnh nhân là bình thường đó. Clo là ion âm và bicarbonate là cái chính mà chúng ta đo được, tức là những cái thông số đo được. Còn rất nhiều thông số khác chúng ta không đo. Tất nhiên là chúng ta nếu đo thì chúng ta đo được albumin, chúng ta đo được kali, canxi, magie, chúng ta đo được hết. Tuy nhiên thì có một số cái thông số ví dụ axit hữu cơ là hầu hết là chúng ta không đo được. Phốt phát bây giờ chúng ta đo được. Thế thì khi mà chúng ta thấy là gì, nếu mà chúng ta chỉ sử dụng các cái biện pháp đo thông thường của điện giải thông thường ấy,
thì tổng ion dương của chúng ta nhìn ở đây chẳng hạn, mà trừ đi những ion âm này thì nó sẽ còn lại là những cái ion không đo được. Ion không đo được là bản chất, thể hiện bản chất của một cái tình trạng nhiễm toan chuyển hóa. Đó là chính những cái axit mà chúng ta sẽ không đo được. Thì nếu mà tăng khoảng trống ion có nghĩa là cái toan kiềm đấy là do tăng các cái tổng hợp ra các axit trong cơ thể chúng ta, đúng không? Thì ví dụ khoảng trống ion của bệnh nhân này là bao nhiêu ạ? 142 trừ 113 này thành 18. Như vậy là bình thường khoảng trống ion bình thường của chúng ta ấy, mà chúng ta cho kali vào, tức là nếu mà có natri cộng kali ấy, thì nó sẽ là 16, và nếu mà có không có kali thì nó khoảng là 12 là bình thường. Thì bệnh nhân là 18 sẽ tăng hơn bình thường, đúng không ạ? Thế nên gọi là toan chuyển hóa do tăng khoảng trống anion. Điều đấy là chúng ta lưu ý nhé. Nhưng mà rõ ràng là đối với bệnh nhân hồi sức thì nó còn rất phức tạp hơn rất nhiều. Chính vậy là những bệnh nhân hồi sức ấy, thì thường là người ta cho khoảng trống anion còn thấp hơn nữa. Ví dụ như là có những người ta chỉ cho khoảng trống anion được là 6 đến 8 thôi. Như vậy thì nếu mà lấy cái tiêu chí của hồi sức ấy, thì cái khoảng trống anion này rất là cao. Đây là nguyên nhân mà tăng khoảng trống toan chuyển hóa, tăng khoảng trống anion mà người ta lấy một chữ viết tắt là MAPPI đấy. Thì dùng là do methanol, do tăng ure, do suy thận này, do đái đường, toan cetone này là cái thứ ba, do paranehit, rồi metformin này, rồi do thuốc chống lao, do cái toan chuyển hóa do tăng acid lactic, rồi ethylene glycol hoặc salicylate, đây là những cái mà hay gặp trên lâm sàng. Và cái mà chúng ta nhìn thấy nhiều nhất ấy, đó là gì? Đối với hồi sức chúng tôi thường là tăng acid lactic máu, đối với đái đường là hay gặp cái câu chuyện này. Đối với thận thì hay gặp câu chuyện này, về thuốc men thì chúng ta sẽ liên quan câu chuyện ở sữa, salicylate cũng thế. Cái toan mà không tăng khoảng trống anion thì đây là những nguyên nhân chính. Ví dụ như cho nuôi dưỡng tĩnh mạch, dùng các thuốc lợi tiểu của nhóm acetazolamide, rồi toan hóa ống thận, tiêu chảy, rồi có hiện tượng mà dò niệu quản, rồi viêm tụy, và sử dụng các cái thuốc lợi tiểu thuộc nhóm spironolactone. Điều trị thì đối với toan chuyển hóa chúng ta biết rồi. Điều trị nguyên nhân là quan trọng nhất, đúng không ạ? Ví dụ bệnh nhân đang sốc thì phải giải quyết được vấn đề sốc, tưới máu của tổ chức là phải giải quyết được. Thế còn nếu như toan nặng, ví dụ như trên đây mà cụ thể là pH dưới 7,15 và HCO3 trừ dưới 10, đặc biệt khi mà chúng ta thấy bệnh nhân vẫn có tình trạng ongoing, tức là toan nó vẫn tiến triển, là do cái nguyên nhân chúng ta không giải quyết được, hoặc là cái vận mạch mà chúng ta sử dụng để nâng huyết áp ấy không thấy hiệu quả, thì lúc đó chúng ta có thể cân nhắc cho bicarbonate, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn rất là thận trọng về câu chuyện đó, và có thể cho lọc máu. Cái câu hỏi thứ hai cần đặt ra đối với cái toan chuyển hóa là chúng ta phải xem bù trừ hấp ra sao, đúng không ạ? Thì bù trừ hấp là gì? Tức là khi cơ thể của chúng ta có bị nhiễm toan thì cơ thể phải thải CO2 ra ngoài, gọi là bù trừ hấp. Nhưng mà bù trừ hấp nó có đủ hay không thì chúng ta đánh giá bằng cái phương trình sau. PCO2 mà kỳ vọng ấy, ước tính ấy, nó sẽ là bằng 1,5 lần HCO3 trừ cộng 8. Là chúng ta xem bệnh nhân này là bao nhiêu? 1,5 lần của 10 cộng 8 tức là khoảng 24. Và bệnh nhân là bao nhiêu ạ? Là 36. Như vậy nếu như cơ thể của chúng ta bình thường mà bù trừ hô hấp đầy đủ, ok, thì chúng ta sẽ phải là 24. Nhưng mà bệnh nhân lại là 36, chứng tỏ là bệnh nhân thừa CO2, tức là vẫn bị nhiễm toan do CO2, đúng không ạ? Đây là CO2 là một cái nguyên nhân gây nhiễm toan. Vậy nhiễm toan do CO2 gọi là nhiễm toan gì ạ? Là nhiễm toan hô hấp, đúng không ạ? Vậy thì bệnh nhân này có nhiễm toan chuyển hóa, tăng khoảng trống anion và thêm là nhiễm toan hô hấp. Cái câu thứ ba là ghép trên ghép, tức là chúng tôi sử dụng cái phương trình để đánh giá xem là có bị phối hợp các cái toan kiềm khác hay không, thì đây là ghép trên ghép. Ghép thứ nhất là delta khoảng trống anion, tức là lấy cái khoảng trống anion của bệnh nhân trừ lý con số 12 là khoảng trống ion bình thường tôi vừa nói ở trên, chia cho HCO3 trừ, delta của HCO3 trừ tức là 24 là bình thường, trừ đi cái HCO3 trừ của bệnh nhân. Thế thì nếu như mà bệnh nhân nhiễm toan chuyển hóa đơn độc ấy, thì cái phần mất đi của HCO3 trừ, tức là HCO3 trừ bị giảm đi bao nhiêu, chính là cái phần mà thay đổi khoảng trống anion, đúng không ạ? Thì chính vì lý do như vậy thì chúng ta biết là cái delta khoảng trống anion chia cho delta HCO3 trừ sẽ bằng 1. Có nghĩa là nhiễm toan đơn thuần, nhiễm toan chuyển hóa đơn thuần sẽ bằng 1, đúng không ạ? Nếu nó không phải bằng 1, ví dụ dưới 1 thì là thường là do tăng cờ lấu máu, tức là nhiễm toan do cờ lấu máu tăng lên. Và nếu là trên 1 là kèm theo nhiễm kiềm chuyển hóa. Vậy xem bệnh nhân của chúng ta là gì? 6 chia cho, đây là của nó là 18 trừ đi 12 đúng không ạ? Và 24 trừ đi bao nhiêu này? 10 mấy này? Thì là 13 dưới 1. Vậy thì bệnh nhân này kèm theo một nhiễm toan do cờ lấu máu. Chúng ta biết là cờ lấu máu đây là bệnh nhân hơi cao so bình thường đó, 113. Như vậy thì bệnh nhân của chúng ta rất nhiều cái điều ở trong cái bệnh nhân này, đúng không ạ? Chúng ta thấy là có nhiễm toan chuyển hóa do tăng khoảng trống anion, chúng do tăng acid lactic, rồi sốc vân vân. Thứ hai là tăng cờ lấu máu, nhiễm toan, và cuối cùng là
bệnh nhân có tình trạng toàn hô hấp. Như vậy cái bệnh nhân nó rất phức tạp như vậy, chứ không phải đơn giản như chúng ta thấy. Vì thời gian là không có nhiều thì tôi xin là kết thúc cái bài trình bày của tôi ở đây. Với cái thông điệp là gì? Thứ nhất là đọc kết quả khí máu là chúng ta đọc real time. Real time có nghĩa là càng gần bao nhiêu càng tốt, càng gần với thời gian lấy xét nghiệm bao nhiêu càng tốt. Và sự real time đó là một, chúng ta có thể ở trong cái hệ thống y tế của chúng ta thì chúng ta về số lượng công việc chúng ta không làm không kém Tổng thống Trump của Mỹ, làm được hết rất nhiều thứ, nhưng mà cái tính tham minh của chúng ta, cái tham minh với đánh giá về cái chất lượng về hệ thống y tế thì chúng ta rất kém. Điều đó chứng tỏ là hệ thống y tế chúng ta kém, bởi vì cái tính thời điểm đa phần là chúng ta làm muộn, làm chậm, và hết cái giai đoạn cơ hội người ta có thể điều trị được thì chúng ta mới làm. Thì lúc đó là cái điều là đánh giá hệ thống y tế nó ở cái điểm đó. Cái thứ hai là các cái xét nghiệm mà chúng ta thấy được trên khí máu ấy, nó rất là hữu ích. Hiện nay thì vấn đề chúng ta đang chiến đấu với bảo hiểm là gì? Bảo hiểm không chấp nhận trả tiền cho những cái xét nghiệm, ví dụ điện giải đồ, đường huyết, lát tắc máu, nhưng nó cực kỳ quan trọng đến khí máu. Những cái thông điệp mà chúng tôi chuyển đến các bạn để bạn có tiếng nói là gì? Chúng ta phải bảo vệ chúng ta. Nhiều khi chúng ta làm xét nghiệm khí máu xong người ta không trả tiền. Vậy họ bảo là cái được điện giải lát tắc rất là quan trọng, nhưng mà tôi thấy là anh làm một lần đấy chứ. Nhưng mà trong cái máy nó phải có cái, để làm để đo được thì nó phải có cái, chúng ta có thể tính nó ra đâu. Chúng ta phải đo đấy, mà đo phải có điện cực, mà điện cực muốn chạy thì có hóa chất. Thì như vậy là chúng ta phải trả tiền cho cái hóa chất để nó chạy đấy. Nhưng mà chúng ta không được tiến tiền, mà các bạn cứ nhơn như vậy bảo không có cái gì, không phải tiền của em. Rồi một ngày sẽ là tiền của các bạn. Thì đấy là cái điều tại sao chúng ta phải nói rằng là à, rất quan trọng với chúng tôi. Có điện giải, có các mi lăng về các cái vấn đề liên quan đến chuyển hóa thì tôi rất là cần thiết. Vậy thì các bạn phải có tiếng nói ở trong vấn đề đó để chiến đấu cùng với chúng tôi. Làm sao đó sau này khi mà chúng ta được bảo hiểm, tất cả những cái xét nghiệm này nó thực sự theo cái giá trị của nó. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu là tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn sẽ trình bày cái chủ đề tiếp theo liên quan đến vấn đề về oxy hóa máu, cũng là một cái phần liên tiếp của cái xét nghiệm khí máu. Và anh Tuấn.